sắc vàng thanh bạch của hàng Sa Môn. Nói gương tờ phụ Thế Tôn quần khai giáo pháp tám muôn bốn ngàn. Ngày nay thiền tinh các hàng ca sa đại lễ nghiêm trang cử hành, dân y với tâm lòng thành ba dòng nhiều Phật đồng thanh nguyện cầu. Chư tăng quan hệ lầm thâu căn lành gieo giống để hầu mãi sau, nguyện mau dứt khỏi trần lao thấm nhuần trong hòa năm châu thành hành. Chúc cho cả thầy chúng sanh hội đầu thiện tâm thành quý lần theo gương đấng từ bi xuất gia hành đạo mang y ngồi kề tu tâm dưỡng tánh mọi bề tham sân đoạn tuyệt Bồ Đề đến nơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi ruộng vương
Giờ phút trang nghiêm nơi trái đàn nghiêm tịnh, chấp hai tay con khấn nguyện tâm vượt lần an vui.
hòa quyện tiếng kệ kinh. Nơi trái đường tăng chúng lặng tâm, thầy duy đã xuất lên bài kinh sám để nguyện cầu cho Phật tử an lạc. Chỉ như ngọn gió thiên mát đều làm đẹp trong lòng cánh bóng trần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài hát vừa rồi chư tôn đức đã nghe qua là bài hát dâng lễ chay tăng cảm tác của Thượng tọa chú trì Thích Minh Giới qua lời hát của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long.